Thế không yêu viewer à? Hỏng hết. Các bạn nhìn cách nói chuyện của tôi với cả các bạn mà các bạn bảo tôi là tôi đéo yêu các bạn thì cũng không đúng. Nói thẳng ra luôn. Ví dụ như kiểu tôi đéo phải lúc nào trên stream tôi cũng thật. Còn những cái lúc nói chung là với cái mục đích ở đây là tôi làm cho một cái phiên livestream của tôi nó hay thôi. Các bạn hiểu không? Nhưng mà có một cái ở đây thì chùa tôi đéo nghĩ gì về các bạn cả. Ngoài một số bạn mà cứ thi thoảng lại đi mẹ mày Mr. A, Mr. Yển là tôi buồn lắm. Còn ngoài ra tôi yêu các bạn mãi luôn, thật. Ngoài một số bạn thi thoảng lại có vào lại hơi hơi lại làm mình hơi ngứa đèn thì là mình lại phải giả vờ là coi như mình chưa đọc được vậy để mình đéo chửi nhau thì thôi, mọi chuyện nó vẫn ổn. Tôi vẫn yêu các bạn, mọi thứ vẫn yêu đi, là mọi thứ nó vẫn perfect. Đấy, kiểu thế đi mà dị.